Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo nói và nghe, trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm. Câu chuyện của các bạn nhỏ trong hai văn bản Bầy chim chìa vui và đi lấy mật chắc hẳn gợi cho em nhiều suy nghĩ và cảm xúc về thế giới tuổi thơ. Từ thực tế cuộc sống của mình và những điều học hỏi được qua sách báo, phương tiện nghe nhìn, em hãy trao đổi với các bạn về một vấn đề mà em quan tâm. Đây chính là yêu cầu của cái bài học hôm nay, tức là từ hai văn bản, em hãy nói trình bày về một vấn đề mà em quan tâm. Vậy thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào? Trước khi nói, mục đích nói, chúng ta sẽ thuyết phục người nghe về ý kiến của em trước một vấn đề mà em cho là quan trọng và có ý nghĩa. Người nghe ở đây của em là thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến những vấn đề để trao đổi. Em cần chuẩn bị nội dung nói dựa vào chính thực tế cuộc sống của mình và những điều em biết được từ sách báo, phương tiện nghe nhìn để trao đổi về một vấn đề mà em cho là quan trọng, có ý nghĩa. Tham khảo một số đề tài sau: trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ, trẻ em với nguyện vọng được người lớn lắng nghe thấu hiểu, trẻ em với việc học tập, bạo hành trẻ em. Ngoài những đề tài gợi ý trên, em cũng có thể tự tìm một đề tài mà mình am hiểu và cảm thấy có ý nghĩa để trình bày. Thu thập tư liệu cho nội dung trình bày, em hãy nhớ lại những trải nghiệm của em. Tìm thêm thông tin liên quan từ sách báo, các phương tiện nghe nhìn để có cái nhìn toàn diện hơn về đề tài muốn nói. Ghi ngắn gọn một số ý quan trọng khi trình bày như sau: vấn đề trao đổi và các biểu hiện, ý kiến của em, tác động của vấn đề đối với trẻ em và bài học rút ra sau khi bàn luận. Ví dụ, trao đổi về vấn đề trẻ em cần được người lớn lắng nghe thấu hiểu. Em có thể tìm ý cho nội dung trao đổi bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như: theo em, người lớn đã thực sự lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của trẻ em chưa? Trẻ em mong muốn được người lớn lắng nghe, thấu hiểu những gì? Những biểu hiện nào cho thấy nhiều người lớn chưa thực sự lắng nghe, thấu hiểu trẻ? Chuyện gì có thể xảy ra khi người lớn không lắng nghe, thấu hiểu trẻ em? Em có thể lấy bằng chứng từ chính trải nghiệm của mình hoặc từ sách báo và các phương tiện nghe nhìn để thuyết phục người nghe. Trẻ em cần phải làm gì khi chưa được lắng nghe, thấu hiểu? Dự kiến các nội dung người nghe có thể trao đổi để chuẩn bị phản hồi. Phần B là tập luyện. Để trình bày tốt, em cần tập luyện trước khi trình bày. Em có thể tập trình bày trước nhóm bạn hoặc người thân và lắng nghe các ý kiến nhận xét góp ý để hoàn thiện bài nói. 2. Trình bày bài nói. Với tư cách người trình bày, em cần lưu ý. Trình bày bài nói theo các nội dung đã được chuẩn bị, em có thể sử dụng các đi chú để không bỏ sót những nội dung quan trọng. Nêu vấn đề mà em quan tâm, quan điểm của em về vấn đề, tầm quan trọng của vấn đề đó đối với trẻ em và cả xã hội, có thể thu hút người nghe bằng cách kể lại một câu chuyện ngắn, gắn với trải nghiệm của em để giới thiệu vấn đề. Trình bày các khía cạnh của vấn đề với lý lẽ và bằng chứng thuyết phục, kích thích sự trao đổi, đối thoại của người nghe. Chú ý là sử dụng từ ngữ để liên kết các ý như là trước tiên, mặt khác, hơn nữa, không chỉ vậy, giúp cho các ý của em được thể hiện một cách rõ ràng và chặt chẽ. Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói, sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp với nội dung trình bày và thể hiện sự tương tác với người nghe. Có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài thơ, bài hát để bài nói của mình tốt đẹp hơn. Nếu mà em đóng vai người nghe thì em cần lưu ý, tập trung lắng nghe nội dung trình bày của bạn, ghi chép lại các ý quan trọng để nắm được nội dung chính, tóm tắt ý của bài nói cũng như tóm tắt một bài viết. Vì thế, em có thể vận dụng cách nói tóm tắt văn bản ở hoạt động viết và việc nghe và tóm tắt ý chính của người nói. Chú ý thái độ và cách trình bày vấn đề của người nói, ghi lại một số nội dung sẽ trao đổi với người nói. Sau khi nói thì chúng ta sẽ trao đổi như sau. Với người nghe thì trao đổi bài với tinh thần xây dựng, tôn trọng, có thể trao đổi một số nội dung. Những nội dung còn chưa rõ, đóng góp chính của người nói về vấn đề đang trao đổi, lý lẽ và bằng chứng mà người nói sử dụng. Với người nói, em hãy lắng nghe, phản hồi những ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị, giải thích thêm những chỗ người nghe chưa rõ, tiếp thu những ý kiến góp ý mà em cho là xác đáng,
Bổ sung lý lẽ, bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến đó đúng. Vậy thì bây giờ chúng ta quay lại với cái yêu cầu của đề bài là từ hai cái tác phẩm em đã có những cái suy nghĩ về cảm xúc thế giới tuổi thơ. Hai tác phẩm này nó nói rất nhiều về thế giới thiên nhiên đúng không nào? Và cái vấn đề là thiên nhiên được nâng niu, bảo vệ thiên nhiên rất là trong lành nguyên sơ. Vậy thì có một vấn đề ngày nay, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Nó cũng là một trong những vấn đề gây tàn phá, ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên, thế giới sống. Vậy thì đứng trước đề tài đó, chúng ta sẽ có những suy nghĩ, cảm xúc như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy đến với đề tài ô nhiễm môi trường nhé. Ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề nhức nhối của nước ta hiện nay, và cũng là vấn đề mà em quan tâm. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Trước hết, đó là do những hành động sai trái của chính bản thân con người. Mọi người thoải mái vứt rác bừa bãi xuống sông, xuống lòng đường. Hơn thế nữa, chúng ta còn ngang nhiên khai thác bừa bãi, khai thác một cách quá mức tài nguyên thiên nhiên. Chưa dừng lại ở đó, khi đánh bắt cá, nhiều ngư dân còn sử dụng các chất nổ hoặc quăng nhiều rác xuống lòng biển. Nguyên nhân còn là do người dân chưa ý thức được sự nguy hiểm của hiện tượng ô nhiễm môi trường. Để giảm thiểu tình trạng này, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức của mình về môi trường mà ta đang sống. Bên cạnh đó, hãy không ngừng tuyên truyền và làm nhiều hành động thiết thực để giảm thiểu ô nhiễm môi trường như trồng cây gây rừng, xử phạt nghiêm minh hành vi phá hoại môi trường. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ mái nhà chung. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tới.